Vũ Cát Tường sau hơn 10 năm lăn lộn showbiz, bước đầu mờ nhạt, bỗng lột xác từ ngoại hình đến tư duy âm nhạc đều chất lư. Ngày xưa bây giờ người nói anh xấu thế nào khi nhìn anh ăn lúc trước đó, có người nói anh khó thế nào. Vũ Cát Tường là một trong những ca sĩ tài năng của làng nhạc Việt. Giọng ca gốc An Giang không chỉ sở hữu giọng hát hay mà còn có khả năng sáng tác chơi được nhiều nhạc cụ. Nhờ sự nghiêm túc với nghề và nỗ lực không ngừng trong hơn 10 năm qua, Vũ Cát Tường đã xây dựng thương hiệu cho riêng mình và được đông đảo khán giả mến mộ. Trong suốt quá trình làm nghệ thuật của mình, ca sĩ đã có những sự thay đổi nhất định trong cả phong cách âm nhạc lẫn ngoại hình. Sự thay đổi ấy là để khán giả hiểu sâu hơn về con người thật của nữ ca sĩ. Vũ Cát Tường chính thức bước chân vào làng giải trí sau khi tham gia cuộc thi giọng hát Việt năm 2013. Thời gian đầu hoạt động, ca sĩ gây chú ý về những ca khúc có tiết tấu nhưng cũng không kém phần sâu lắng. Sau đó Vũ Cát Tường chuyển hướng, quyết tâm theo đuổi dòng nhạc pop và R&B. Khi ca khúc Vết Mưa được viết theo thể loại pop ra mắt, giọng ca 9X đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả. Không những vậy, ca khúc này còn lọt vào top đầu của nhiều bảng xếp hạng âm nhạc trong một thời gian dài, giúp tên tuổi của Vũ Cát Tường đến gần hơn với công chúng. Sau đó giọng ca Isa tiếp tục chuyển mình, thay vì chỉ cho ra các sáng tác mang phong cách thuần pop hay R&B, thì người nghệ sĩ này đã bắt đầu kết hợp những thể loại theo đuổi với những thể loại âm nhạc khác để tạo ra sự mới mẻ. Một trong những ca khúc mang lại thành công lớn cho Vũ Cát Tường là Mơ. Ca khúc này được kết hợp giữa thể loại R&B và soul, khiến khán giả thích thú với giai điệu bắt tai. Những bài hát khác như Ngày Hôm Qua, R&B và Funk, Don't Blues and Charts, Vài Phút Trước, R&B và Neo Soul cũng được khán giả đón nhận nhiệt tình. Chính tư duy âm nhạc này đã giúp Vũ Cát Tường tạo ra sự khác biệt và có màu sắc riêng trên thị trường âm nhạc. Đỉnh điểm là năm 2019, Vũ Cát Tường trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên phát hành album song ngữ Anh Việt. Để ra mắt album mang tên Inner Me này, ca sĩ đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết để chuẩn bị, thậm chí còn sang tận Mỹ để thu âm album này. Đây được coi là bước thay đổi lớn cho phong cách âm nhạc của Vũ Cát Tường. Mặc dù sự thay đổi này chưa được khán giả đón nhận ngay, nhưng Vũ Cát Tường vẫn kiên trì theo đuổi và đạt được những thành công nhất định. Ca sĩ sinh năm 1992 tâm sự: "Khi tôi thay đổi trong âm nhạc của mình, có người thắc mắc Vũ Cát Tường đâu mất rồi. Tôi thì chỉ giới thiệu đến khán giả một Vũ Cát Tường khác nằm sâu trong mình, đó là một người dám đi, dám làm và trở thành một mảnh ghép cho một Vũ Cát Tường của ngày hôm nay." Bên cạnh khả năng sáng tác, Vũ Cát Tường còn gây ấn tượng với giọng hát nội lực có cá tính riêng. Không những vậy, huấn luyện viên giọng hát Việt nhí còn chơi được nhiều loại nhạc cụ, hát tốt cả tiếng Việt và tiếng Anh và có tư duy âm nhạc được đánh giá cao. Nhạc sĩ Huy Tuấn và Diva Hồng Nhung từng dành rất nhiều lời khen và đánh giá cao tài năng của Vũ Cát Tường. Giọng ca X bộc lộ niềm đam mê âm nhạc của mình từ bé, khi còn là học sinh cấp 3 đã tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật tại trường. Thời điểm này, Vũ Cát Tường để tóc dài và mặc váy vô cùng nữ tính. Giọng ca Yêu Xa còn từng diện các bộ váy công chúa và váy cúp ngực, kết hợp thêm nhiều phụ kiện điệu đà khác. Tuy nhiên, khi chính thức ra mắt khán giả với tư cách ca sĩ, Vũ Cát Tường chính thức theo đuổi phong cách tomboy. Nghệ sĩ gây ấn tượng với công chúng bằng hình ảnh mạnh mẽ trong những bộ đồ vest, áo phông phóng khoáng hoặc sơ mi đơn giản. Vài năm sau, Vũ Cát Tường thay đổi phong cách menswear, cũng là một trong số ít nghệ sĩ thay đổi thành công phong cách này. Đặc biệt, giọng ca gốc An Giang từng chê lớn khi thực hiện bộ ảnh hờ hững khoe lưng trần, không nội y khiến công chúng bất ngờ. Thời điểm Vũ Cát Tường làm giám khảo chương trình giọng hát Việt nhí đã không ít lần diện váy lên sân khấu, thậm chí trong MV Come Back Home, ca sĩ 9X còn diện bộ cánh màu hồng, khiến khán giả đã quen với sự nam tính trong hình ảnh của Vũ Cát Tường cũng phải trầm trồ. Giờ đây giọng ca có người vẫn trung thành với phong cách menswear, cô luôn xuất hiện với hình ảnh chỉnh chu, tinh tế và cá tính. Vũ Cát Tường từng chia sẻ chính âm nhạc đã để Vũ Cát Tường tìm lại được chính mình, và giọng ca gốc An Giang đã lên tiếng thừa nhận mình là người đồng tính. Màn come out của nữ ca sĩ được công chúng vô cùng ủng hộ.